Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cũng không biết là đại sư huynh thế nào rồi. Chúng ta đến thăm đi, được. Đại sư tỷ, vào trong đi. Tôi chỉ đưa bữa sáng cho bụi bối bối mà thôi. Thuận tiện xem vết thương của cậu ấy thế nào rồi. Đại sư huynh, anh thế nào rồi? Yên tâm đi, tôi không sao. Chỉ là bị thương thể xác mà thôi. Sau khi trị liệu thì nội tạng đã về vị trí rồi. Tôi về trước đây, tất cả làm theo kế hoạch. Anh không bị thương nặng quá, thực sự là quá tốt rồi. Chỉ là không biết cô Tiểu Nhã thế nào rồi. Nhưng tôi cảm nhận được dao động tinh thần của cô ấy. Linh hồn của cô ấy giống như là bị vẩn đục che lấp. Ý thức của bản thân đã hoàn toàn ngủ say rồi. Những tà hồn sư đó phong ấn ký ức trước đó của cô ấy. Nhưng chí ít cũng không phải là tình huống xấu nhất. Tôi dùng cái giá là bản thân bị thương để kích phát ra phản ứng của cô ấy. Sự thực đã chứng minh tôi thành công rồi. Nội tâm bị phong ấn của Tiểu Nhã đã bị tôi mở ra một khe hở. Đại sư huynh, chắc anh lại vì an ủi chúng tôi nên mới nói thế chứ gì? Lần trước cũng lừa tôi như thế. Sao có thể chứ? Tôi cũng vì kiên định với lòng tin của cậu. Nói ra thì hôm qua quả thật là quá mạo hiểm. Đại sư tỷ đã sắp xếp xong rồi, đều dựa vào thằng nhóc cậu đấy. Cậu giấu sâu thật, khiến mọi người nhìn bằng con mắt khác rồi. Nhất định là phải càng cẩn thận với Thánh Ninh giáo. Sắp xếp ổn thỏa rồi, tối nay nhất định sẽ náo nhiệt. Không biết sáng mai, ngày bắt đầu trận chung kết, Minh Đô này lại có cảnh tượng như nào đây? Nếu như đại sư huynh đã ăn bữa sáng yêu thương của đại sư tỷ, thì đồ chúng tôi mang đến chắc chắn là không cần đưa cho anh nữa nhỉ? Anh nghỉ ngơi đi, tôi và Đông Nhi về đây. Còn nữa cả đại sư huynh của cậu, đi đi, đi đi. Chuyện tối nay, nếu không làm gì được thì nhất định là phải coi trọng an toàn của bản thân trước tiên. Cho dù là đối với học viện hay là với đường môn chúng ta, thì cậu là tương lai thật sự, tuyệt đối không thể nào mạo hiểm, biết chưa? Đại sư huynh yên tâm đi. Không phải chúng ta đã sắp xếp từ lâu rồi sao? Theo kế hoạch của chúng ta, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh đừng quên, tôi còn có thể. Vẫn nên cẩn thận một chút. Bây giờ nghĩ lại thì thật sự là có chút mong chờ. Đông Nhi, tối nay lúc hành động em nhất định là không thể. Biết rồi, tất cả lấy đại cục làm trọng. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng em không ở cạnh anh thì thật sự là không yên tâm. Càng huống hồ cục diện tối nay, anh phải đối mặt còn hung hiểm hơn chúng em rất nhiều. Hơn nữa, còn phải kiểm soát cục diện ở hai bên, quả thực là quá vất vả. Nỡ như bị bại lộ, anh không cần lo cho chúng em. Chúng em liều thì vẫn có thể thoát được, nhất định là phải bảo vệ an toàn cho bản thân. Bây giờ anh chỉ lo một chuyện, đó là con đường lúc chúng ta rời đi. Bức thư đó do ai đưa đến thế? Mau chóng rời đi, tạm thời. Phía Tây an toàn. Biết ai không? Quan tâm anh thế. Chắc là Quất Tử. Anh từng thấy ký hiệu đó. Anh đi đâu cũng kết bạn nhỉ? Thì ra là bạn cũ gửi thư. Đống nhi giờ không phải là lúc ghen tuông. Em không ghen dễ thế đâu. Có điều Quất Tử này tốt với anh thật đấy. Giờ khắc then chốt như thế này mà mạo hiểm gửi thư cho anh. Anh phải nhớ tình nghĩa của người ta đấy. Xem ra cục diện còn nguy hiểm hơn là anh tưởng tượng. Quất Tử chắc là biết một vài chuyện của Nhật Nguyệt Đế Quốc, muốn làm với chúng ta. Cô ấy nói phía Tây tạm thời an toàn, có ý là gì? Nhẽ nào phán đoán trước đó của chúng ta sai rồi? Cho dù có phải là sai hay không thì phía Tây là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Có điều mục tiêu của đường môn chúng ta nhỏ nhất. Nếu như thật sự là gặp chuyện bất trắc gì, vậy anh chỉ có thể để lộ, dẫn mọi người vào trong vong linh bán vị diện mà thôi. Dù gì đến lúc đó chúng ta cũng theo chủ lực của ba phe xông ra từ phía Tây. Một khi có vấn đề thì lập tức ẩn náu, bảo vệ bản thân. Được rồi, cũng may còn có một lá bài. Là anh nhà nghỉ Thanh Sáp đã thông báo từ lâu rồi,
Đường Tứ và Đường Ngũ vẫn chưa đến. Mẹ nào cậu không báo thời gian cho họ hay sao? Nói với họ hôm nay đến trước để chuẩn bị vài chuyện cuối cùng. Thầy đừng tức giận, tin rằng họ sẽ nhanh đến đây thôi. Dù gì phần thưởng lần này hậu hĩnh như vậy. Hừm, nếu như họ không đến thì cậu sẽ đền bù tổn thất cho Tịch Thủy Minh đấy. Dùng mạng để đền. Não Tam, ông cũng đừng làm khó thần An nữa. Tôi cũng tin tưởng rằng thằng nhóc đó sẽ đến. Đợi sau khi chung kết lần này kết thúc rồi thì cũng phải nói chuyện với cậu ấy. Các vị đã chờ lâu rồi. Hai vị khách quý đã đến rồi. Đến kịp lúc là được. Phải nhờ vào hai vị hôm nay bảo vệ vinh dự cho Tịch Thủy Minh chúng ta rồi. Chúng ta tự sẽ cố gắng hết sức. Đường Ngũ tiểu hữu, lần trước gặp mặt, cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho chúng tôi. Đợi cuộc thi lần này kết thúc rồi, chúng ta phải thân thiết hơn đấy. Không có gì mà thân thiết cả, đến tham gia thi đấu thôi. Sẽ không có quan hệ dây dưa với các thế lực ngầm các ông đâu. Tình huống của Đường thiếu này hình như là khác với phán đoán, sao họ lại không biết nhau nhỉ? Không sao, không sao. Vậy thi đấu xong rồi nói. Thần An, cậu giới thiệu cho hai vị tiểu hữu tình huống trận chung kết này đi. Rõ, minh chủ. Hôm nay là trận chung kết thi hồn đạo sư tinh anh của Minh Đồ. Trận chung kết do Tịch Thủy Minh chúng ta và Bình Phàm Minh, Thương hội Úc Đô cùng tổ chức. Địa điểm là ở ngoại ô phía Tây. Bên đó chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Quy tắc thi đấu là mỗi bên chúng ta cử ra 3 người tham dự thi đấu. Mỗi một người chế ra một hồn đạo khí trong thời gian 3 tiếng. Sau đó 9 người sẽ tiến hành thi đấu 3 trận. Đầu tiên, thi đấu kỹ xảo sẽ đề ra bài thi thần bí. Cụ thể là gì thì trước mắt chưa rõ. Trong 9 người này chưa vào đúng vị trí sẽ bị đào thải. Còn có 8 người vào trong vòng tiếp theo. Trận thi đấu thứ hai là thực chiến. Người đạt được điểm cao nhất ở trong trận trước đối đầu với người thấp nhất. Cứ tiếp tục như thế, từ đó quyết định ra 4 người. 4 người đứng đầu sẽ thông qua rút thăm để tiến hành bán kết. Sau đó là chung kết cuối cùng. Nhưng cần chú ý là sau khi tốn 3 tiếng để chế tác hồn đạo khí thì phải bắt đầu thi đấu rồi, không có thời gian mà nghỉ ngơi. Vì thế nhất định là phải chú ý duy trì thể lực và tinh thần. Ơi, vòng chung kết giữa 3 thế lực ngầm này chắc chắn là còn phức tạp hơn so với tưởng tượng. Không nghĩ phải chế tác hồn đạo khí mà còn phải thông qua thi đấu. Đạt được chức quán quân cuối cùng, cường độ không thấp đâu. Chúng ta rất có lòng tin vào thực lực của 3 vị. Hai nhà còn lại có khả năng sẽ sắp xếp chiến thuật nhắm vào chúng ta. Không thể nào không đề phòng. Nếu các vị đã dốc sức đại diện cho Tịnh Thủy Minh, vậy chúng ta cũng sẽ không cho ba vị. Cũng sẽ không để cho 3 người lãng phí sức lực. Cho dù là trong các cậu ai đoạt được quán quân, thì Tịch Thủy Minh chúng ta cũng đều sẽ có phần thưởng. Phần thưởng này, chúng ta tin rằng Bình Phàm Minh và Úc Đô Thương Hội tuyệt đối sẽ không có đâu. Người đâu, mang đồ lên. Xây đây nè. Bên ngoài hòm này bao bọc một tầng khí chất dày đặc, còn trộn lẫn với kim loại kỳ lạ, chuyên dùng để ngăn cách các loại khí cơ. Hòm mật mã hồn đạo này cần gõ với tiết tấu cố định đã được định ra từ trước mới có thể mở ra được. Hơn nữa đây còn là hòm dùng mật mã hồn đạo. Một khi nhập mã sai thì sẽ dẫn nổ hồn đạo khí ở bên trong nổ tung. Đây, đây nè. Sát khí mạnh quá, cấp 9. Hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh. Lực phá hoại của hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh cấp 9 đủ để khiến cho siêu cấp đấu na phải biến sắc. Nếu như phong hào đấu na bình thường đối mặt với một viên thì trừ chết ra không còn khả năng nào nữa. Cho dù là ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, số lượng hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh cấp 9 này cũng chắc chắn là không vượt qua quá 50 viên. Có thể chắc chắn rằng một viên hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh cấp 9 này đủ để hủy diệt một thành phố nhỏ. Hai viên, vậy thì thành phố tầm trung xong đời. Hồn đạo pháo đạn tùy chỉnh cấp 9 này tên là Diệt Phong Pháo. Phương pháp sử dụng, phải đợi ai trong số 3 người đoạt quán quân thì mới biết được từ chỗ của ta. Người trẻ tuổi cố lên, xuất phát.